Một câu chuyện khó tin, thương tâm xảy ra tại huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang. Chỉ vì nuốt phải xương cá mà phải bán hết tài sản, rốt cuộc cùng phải ra đi vĩnh viễn, không bao giờ trở lại với con cháu. Sau đây tôi kính mời quý vị và các bạn hãy cùng lắng nghe câu chuyện này. Thương cha con mức độ bao nhiêu? Thương cha con đi, cha thương con lắm. Cha không có, cha nhường đồ ăn bây giờ tụi con nên cha mới bị bắt thương như vậy. Cha không nhường đồ ăn hả? Dạ. Cái nồi cá đó là, hôm qua, cái ngày hôm trước là nấu rồi. Cha không nỡ bỏ tại vì còn ba con cá bự, cha mới ăn. Mặc dù là nhà có đồ ăn, rồi cha ăn con cá đó rồi cha bị sặc. Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay tôi lại tiếp tục quay trở lại gặp quý vị và các bạn với một thông tin mới vừa cập nhật, rất là nóng và cũng rất là đau lòng. Nhưng lời đầu tiên tôi không quên gửi tới cô chú anh chị cùng các bạn gần xa một lời chúc bình an, vui khỏe, hạnh phúc và may mắn trong cuộc sống. Thưa các bạn, trong những ngày qua, trên cộng đồng cũng như trên các kênh YouTube đã nóng lên về một câu chuyện rất là thương tâm xảy ra tại là huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang, của một gia đình nghèo khó. Rất là xúc động các bạn ạ, xem mà rớt nước mắt. Không ngờ chỉ hấp một cái xương cá nhỏ thôi, bán hết tài sản cả gia đình, để rồi cũng phải không điều trị được mà ra đi về cõi vĩnh hằng, để lại con thơ, cháu nhỏ. Thưa các bạn, câu chuyện này xảy ra trong những ngày qua làm rất là xúc động cho cả cộng đồng cũng như là trong nước và ngoài nước. Đặc biệt là nói tới là đứa con dâu, đó là bé là tên Nhung, rất là hiếu thảo với cha chồng. Cháu là một mình cháu lo toan và cháu khóc rất nhiều. Khóc rất nhiều khi là bố chồng thì bị nạn. Các bạn biết không? Điều trị cái ca hóc xương không mà hết khoảng gần 600 triệu đồng. Hóc xương mà mổ 3 lần, đó một điều là rất là xui. Này, không thể tin nổi phải không các bạn? Ăn là nhằm một cái xương cá, mà hóc làm sao đó cái xương cá nó lại văng vào trong là cái cuống tim các bạn, xui cỡ đó đó. Và mổ cuống tim ra xong rồi, nó lại ảnh hưởng qua đường ruột. Lại mổ đường ruột là tiếp tục lại, lần thứ hai, lần thứ ba lại viêm đường ruột. Rốt cuộc là phải về nhà và đã ra đi mãi mãi. Một câu chuyện quá đau lòng. Nhất là trong thời gian qua là tất cả cộng đồng rồi những người trong nước rất là chú ý đến là câu chuyện là buồn này của gia đình của bé Nhung. Và gia đình thì rất là nghèo khó các bạn ạ. Vợ chồng chỉ đi làm thuê, làm mướn. Con cái cũng là đi làm thuê, làm mướn mà thôi. Đó, tài sản trong gia đình chỉ có một cái nhà. Sau khi là ba bị đó kia, tôi có là thu âm một đoạn là clip đó, bé Nhung khóc rất nhiều, thương ba chồng rất là nhiều. Đó, sau khi ông bị là trong gia đình đâu có tiền, cầm cố là xe máy này, rồi đi mượn nợ này, mượn một cái giấy nợ là 30 triệu này, giấy 60 triệu này. Và mỗi lần nhập viện vậy á, một lần mổ là hơn cả 100 triệu đồng. Đó, một ngày á mà tính sơ sơ có tiền thuốc không á, mà tiền đi mua thuốc không á nha, là mười mấy 20 triệu rồi. Đó, mà nhằm một cái gia đình lại không có tiền. Các bạn thấy đau lòng không? Sau đó là bé Nhung phải về bán nhà, mẹ con phải bán nhà đi. Đó, được một ngôi nhà yêu thương yêu quý nhất để cùng gia đình là ở thì lại bán đi để lo chạy chữa cho là ba.
Thì tôi cũng mong các bạn xem được cái video này, các bạn chia sẻ rộng rãi. Những người nào chưa biết đến câu chuyện này, có là may mắn gặp được những nhà hảo tâm, rồi cũng giúp đỡ được cho em, gia đình để chuộc lại được ngôi nhà. Đó là điều ai cũng mong muốn nhất. Và các bạn biết không, cầm cố xe máy rồi, cầm hết tất cả tài sản trong gia đình rồi, bán luôn căn nhà hiện tại đang ở, rốt cuộc cũng không cứu được ba ra đi. Và thưa các bạn, đây là một câu chuyện quá xui xẻo mà khó tin nổi. Chỉ một cái xương cá nhỏ thôi đó, mà nói là ông rất thương con cháu, là cái nồi cá này là còn có ba khúc mà ông tiếc để mấy ngày rồi mà không nỡ đổ đi. Rất là tiếc, nhà thì nghèo nên là mang ra để mà ông ăn thôi. Đó, ông ăn vào không ngờ chỉ là nuốt cái xương cá rồi hấp. Đó, tức là theo là gia đình kể lại á, cách 15 ngày rồi khi ăn mắc cái xương cá vẫn con người rất bình thường, không có gì điều gì xảy ra hết các bạn nhá. Bắt đầu ngày thứ 15 là thấy nó tức ngực, đau nhói trong ngực á, rồi bắt đầu với đi là khám và siêu âm thì là bị vướng xương cá. Đó, thì lúc đó cũng đi là mua thuốc về mà uống bình thường. Đó, uống thuốc sau một thời gian thấy nó càng đau hơn, rồi bắt đầu với là đi xuống bệnh viện để mà mổ. Và khi mổ được tim, lấy được cái xương cá ra rồi, đó lại quay lại nhiễm trùng. Không biết thì biết bên bác y bác sĩ đó làm như thế nào. Nhiễm trùng xong lại nó lại lấy ra cái đường ruột. Rất là xui xẻo phải các bạn. Đó, sau khi là ông đã qua đời, trở về nhà là tất cả chi phí đều là do là miễn phí hoàn toàn các bạn, từ những quan tài cũng là các nhà hảo tâm đóng góp. Và thấy nhìn mặt bé Nhung rất là tội, một đứa con dâu, một cái gia đình quá hiếu thảo đó. Trên đất nước Việt Nam chúng ta, những vụ việc bạo hành thường ngày xảy ra với những người thân ruột thịt, nhưng vẫn có rất nhiều những đứa con hiếu thảo với cha mẹ vô cùng đó. Bé khóc rất là nhiều, mà không biết thì ngày hôm nay thì các mạnh thường quân giúp đến đâu, nhưng đám tang của anh là tất cả các, nhất là những người làm bên YouTuber, tấm lòng là thơm thảo. Những nhà hảo tâm có ít người ta giúp ít, và có nhiều thì san sẻ cho nhiều đến với gia đình này đó. Nghe gia đình kể lại mà đau xót cả trong lòng luôn các bạn. Nghĩ một cái câu chuyện rất là đơn giản phải không các bạn? Đó, rất đơn giản, chỉ ăn mà vướng một cái xương cá thôi đó. Nhưng mà điều đặc biệt ở đây là nó xui xẻo là cái chỗ là mất mạng rồi thì đã đành bán hết tất cả tài sản đó, điều trị cho là cái ca bệnh này là lên tới là 600 triệu đồng, bán cả nhà cả cửa. Nếu mà bán đi mà cứu lại được á, thì còn không nói gì với các bạn ha, rồi chúng ta làm lại sau. Nhưng đường này mất hết tài sản, mất hết nhà cửa, nhưng mạng người cũng không cứu được. Đây quả thật là đau xót, thương tâm. Và khi ông mất rồi, đâu có nhà mà đem về nữa các bạn, phải đem qua nhà của bên ngoài để mà làm đám tang. Chết đi rồi mà cũng không có nơi để mà nằm được ngôi nhà thân yêu, thì cũng bán mất để mà lo là chữa trị. Thật là coi xem một cái câu chuyện này không cầm được nước mắt các bạn ạ. Đó, thì tôi cũng làm video này cũng nói lên một điều. Thứ nhất là chúc cho cháu Nhung và gia đình luôn luôn mạnh khỏe, và cũng mong gia đình gặp được các mạnh thường quân ở trong nước cũng như ngoài nước giúp đỡ làm sao để gia đình mua được hay là lấy lại được ngôi nhà mà đã cầm cố. Tôi hết sức là cảm động về cái câu chuyện rất nhiều nhà hảo tâm đã đến là tận nơi giúp đỡ cho gia đình bé Nhung. Và đến đây thì tôi cũng xin tạm dừng video lại. Chúc cho các bạn luôn luôn bình an, khỏe mạnh, hạnh phúc, làm ăn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Và tôi cũng rất chân thành cảm ơn các bạn luôn đóng góp ý kiến, đồng hành, theo dõi kênh của Minh Hải Miền Đông. Tôi cố gắng cập nhật những thông tin nhanh và nóng nhất, và làm những video chất lượng hơn để gửi tới phục vụ cho các bạn gần xa thân yêu của tôi. Đến đây tôi xin chào và hẹn gặp lại.